Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt PBS Đài Loan. Tối ngày 6 tháng 9 tại Việt Nam xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Một quán karaoke ở Bình Dương xảy ra hỏa hoạn do chập điện khiến 33 người thiệt mạng. Trong đó có người bị chết là do nhảy lầu để thoát thân. Sau khi trời sập tối, hiện trường quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn bốc khói dày đặc. Lực lượng cứu hộ phải dọi đèn để tìm kiếm. Cơ quan cứu hộ cho biết, chưa đến một tiếng đồng hồ vụ cháy đã được kiểm soát, nhưng con số thương vong quá lớn. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, lửa bùng lên ở tầng 2. Khi đó, khách và nhân viên của quán bị mắc kẹt bên trong. Một số người đã nhảy từ tầng 3 và tầng 2 xuống để thoát thân. Chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết có khả năng là do chập điện, hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Theo thông tin từ trang báo mạng, một quan chức địa phương cho biết đã kết thúc công tác cứu hộ. Quán karaoke có 3 tầng với khoảng 30 phòng. Theo thông tin của cơ quan an toàn phòng cháy chữa cháy thì khi vụ cháy xảy ra, bên trong có khoảng 60 người. Thông tin công bố cho biết lửa bén từ tầng 2, sau đó nhanh chóng lan sang tầng 3. Ở tầng 3 có nhiều đồ vật dễ cháy. Theo nguồn tin chính thống của Việt Nam, cũng phát hiện thi thể trong nhà vệ sinh. Đây là vụ cháy quán karaoke gây thương vong cao nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây, làm dấy lên mối lo ngại về tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hiện nay. Đặc biệt gần đây thường xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke. Tháng trước vừa xảy ra vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội khiến 3 nhân viên phòng cháy chữa cháy tử vong. Năm 2016, một vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội cũng cướp đi sinh mạng của 13 người. Kể từ năm 2014 đến nay, ít nhất đã xảy ra 6 vụ việc tương tự. Năm 2019, đại biểu Quốc hội đã phát hiện tính nghiêm trọng và sự bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy, cũng đã đưa ra những đề xuất sửa đổi nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển tiếp theo. Gần đây, cơ quan cảnh sát Đài Loan đã hợp tác với Bộ Công an Việt Nam bắt được 11 tội phạm truy nã người Đài Loan khi nhóm người này đang tìm cách vượt biên từ Campuchia sang Việt Nam qua biên giới hai nước. Sau khi phát hiện và bắt giữ, cơ quan hữu quan Việt Nam đã thông báo cho Cục Hình sự Đài Loan. Ngày 7 tháng 9, cảnh sát Đài Loan đã áp giải nhóm tội phạm này về nước. Cảnh sát Đài Loan sang Việt Nam áp giải nhóm tội phạm truy nã về nước, Cục Hình sự cho biết. Vài ngày trước sau khi nhận được thông báo của Bộ Công an Việt Nam phát hiện 11 người Đài Loan tại vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia trên người không có hộ chiếu. Sau khi kiểm tra phát hiện những người này là tội phạm bị truy nã và đã bị tòa án tuyên phạt án tù, theo phán đoán họ đã vượt biên vào Việt Nam. Một người trong số đó là kẻ cầm đầu một tổ chức phạm tội. Những người này sau khi bị áp giải về nước, cơ quan cảnh sát sẽ tìm hiểu thêm liệu có liên quan đến hành vi buôn người hay không. Các mạng lưới lừa đảo qua điện thoại đang lộng hành tại Campuchia khiến nơi đây trở thành nơi lẩn trốn lý tưởng cho tội phạm truy nã của Đài Loan. Do gần đây các chuyến bay sang Campuchia bị kiểm tra gắt gao, khiến một số tội phạm chuyển hướng đáp chuyến bay sang Việt Nam, sau đó đi tàu thủy vượt biên sang Campuchia. Cơ quan Cảnh sát Đài Loan hợp tác với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục truy bắt những người Đài Loan vượt biên. Vụ án hai cảnh sát tại Đài Nam bị sát hại vào tháng trước đã được cơ quan kiểm sát hoàn tất công tác điều tra và nhận định rằng hung thủ họ Lâm áp dụng thủ đoạn vô cùng tàn bạo, vì vậy đã khởi tố tội giết người theo luật hình sự và đề nghị mức án tử hình. Nhưng không ngờ vào tối ngày 7 tháng 9 lại xảy ra vụ tấn công cảnh sát. Trong lúc tuần tra, hai cảnh sát ở Trương Hóa đã bị tấn công khi tiến đến chặn xe một người đàn ông có hành vi khả nghi. Rất may là cảnh sát đã thuận lợi khống chế kẻ xấu. Vào tối ngày 7 tháng 9, cảnh sát khi đang tuần tra tại khu trung tâm thành phố Trương Hóa thì phát hiện một nam giới vừa đi xe máy vừa hút thuốc và cũng không đeo khẩu trang. Vì thấy hành vi khả nghi nên tiến hành chặn xe kiểm tra, phát hiện thấy nhiều dao và vật cấm trong cốp xe. Khi định áp giải về đồn thì hắn ta bất ngờ tấn công cảnh sát. Cảnh sát hiện trường đã kịp thời gọi chi viện, 8 viên cảnh sát khác đã có mặt kịp thời để khống chế và áp giải hắn ta về đồn cảnh sát. Tại Đài Trung cũng xảy ra trường hợp hai nam giới say rượu rồi gây gổ với nhau. Khi cảnh sát tới nơi xử lý thì một trong hai người đã tấn công cảnh sát. Sau khi bị khống chế bằng bình xịt hơi cay, thủ phạm đã bị xử lý theo tội gây thương tích cho người khác. Vụ án hai sĩ quan cảnh sát ở Đài Nam bị sát hại trong lúc truy bắt nghi phạm họ Lâm về tội ăn cắp xe đã gây rúng động cả nước. Vào ngày 7 tháng 9, Sở Kiểm sát địa phương Đài Nam cho biết, hung thủ Lâm Tín Ngô đã dùng dao đâm hai viên cảnh sát lần lượt với 17 nhát và 38 nhát dao, thủ đoạn gây án tàn bạo, có tình tiết tăng nặng, bị khởi tố với các tội danh gồm tội giết người, trộm cắp nguy hiểm, cướp của giết người, gây cản trở người thi hành công vụ theo luật hình sự, đề nghị mức án tử hình, tước bỏ quyền công dân vĩnh viễn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.